chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh YouTube Thành Channel. Lần đầu tiên Thành Channel xin gửi tới tất cả cô bác anh chị và các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong lao động và sản xuất. Hiện giờ Thành đang đứng ở cổng trước chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành là một chợ nổi tiếng không những ở Thành phố Hồ Chí Minh mà nổi tiếng trong nước và cũng như là trên thế giới. Khách du lịch của các nước đến du lịch tham quan mua sắm rất đông. Hôm nay Thành sẽ review toàn cảnh xung quanh chợ Bến Thành trong những ngày cuối năm cho cô bác và anh chị trên khắp mọi miền Tổ quốc xem. Và nếu có hay, Thành xin cô bác, anh chị và các bạn cho Thành xin một like, một lần chia sẻ và một lần đăng ký để Thành lấy động lực làm những clip sau hay hơn và hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn. Thưa cô bác, anh chị và các bạn, hiện bây giờ là 4 giờ chiều. Thời tiết vẫn còn đang oi nóng, thời tiết Sài Gòn vẫn còn đang nóng nực, nhưng tất cả các cô bác, anh chị và du khách thập phương đã đến vui mua sắm tại chợ Bến Thành rất đông. Ở trước cổng chợ Bến Thành thì có một khu vực sân rất là rộng để cho mọi người khách du lịch đến check-in, chụp hình, lưu niệm sau những ngày vui chơi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa cô bác, anh chị và các bạn, lúc trước Thành có quay về cảnh chợ Bến Thành về đêm, nhưng do trục trặc kỹ thuật, bởi vì Thành mới làm video cho nên là Thành không rành. Hôm ấy đã bị mất tiếng, về nhà rồi nhờ ông sư phụ dạy cho Thành ghi âm và tự thuyết minh. Nhưng mà do thuyết minh nó không trùng hợp với lại những hành động cử chỉ và những thước phim mà Thành làm hư mất, hôm nay Thành sẽ review lại để cho tất cả cô bác, anh chị và các bạn xem lại toàn cảnh chợ Bến Thành. Mong cô bác, anh chị và các bạn hãy thông cảm và yêu ái cho Thành. Xin một like, một lần chia sẻ, một lần đăng ký để Thành lấy động lực để làm những clip sau sẽ hay hơn và ý nghĩa hơn. Xin chân thành cảm ơn. Đây là toàn cảnh sân trước chợ Bến Thành. Ở đây không những là thu hút những cô bác, anh chị mà thu hút rất nhiều giới trẻ đến chụp hình check-in. Tất cả cô bác, anh chị đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang chụp hình check-in để làm kỷ niệm sau một chuyến đi du lịch. Thank you.
là toàn cảnh sân trước mặt tiền chợ Bến Thành, rất đông du khách đến tham quan, chụp hình check-in đủ các màu sắc. Bây giờ mới là 4 giờ chiều, chứ nếu mà tầm 6-7 giờ chiều và đến về khuya thì khu vực này càng ngày càng đông nha cô bác. Thưa các bác, hiện giờ Thành Channel đang đứng tại ngã tư đường Phan Chu Trinh, ngay bên hông chợ Bến Thành. Đây, khu vực này khu vực rất là sầm uất. Đường phố Sài Gòn thì càng về chiều tối thì càng đông. Khách đang mua kiếng. Thưa cô bác, đây là bên hông chợ Bến Thành. Bây giờ là 4 giờ chiều. Khách và mua sắm và du lịch đến rất là đông. Và càng về khuya thì càng đông. Các bạn có nhìn thấy tiệm vàng Hà Tâm không? Rất đông khách du lịch đến đổi tiền đô sang tiền Việt để vào chợ Bến Thành mua sắm. Đó, nhiều còn hơn cả là bán rau luôn.
bên đây là tiệm nữa. Đó, khách nước ngoài chờ đổi tiền đô ạ. Cô bác anh chị thấy không? Khách chờ đổi tiền đô, chật vây kín xung quanh cửa tiệm luôn. Cửa hàng à.